Những ngày giáp Tết, thôn Hồng Thái, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn vẫn sôi nổi khí thế ra quân làm đường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tất thảy mọi người đều quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành con đường mang ý Đảng, lòng dân. Nghĩa Hồng thực sự đã trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới, về huy động sức dân để làm thay đổi diện mạo làng quê, vùng đất phù quỳ. Trước đây, con đường dài 288 mét này là con đường đất, không chỉ nhỏ hẹp mà còn lầy thụt, bẩn thỉu khi mùa mưa về. Khi có chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thôn Hồng Thái được nhà nước hỗ trợ 300 tấn xi măng, tiền hỗ trợ làm bờ rào, nên bà con đã hưởng ứng nhiệt tình và tiến hành phá bỏ bờ rào, mở rộng con đường lên 7 mét. Trong 20 hộ dân tham gia hiến đất, hiến cây, có 2 gia đình hoàn cảnh khó khăn thì được 18 hộ dân còn lại quyên góp ủng hộ thêm tiền để xây lại bờ rào. Tình làng nghĩa xóm như càng thêm thắt chặt, sức mạnh đoàn kết được nhân lên vì quy chế dân chủ đã thấm sâu và đi vào cuộc sống. Công khai, minh bạch, rõ ràng và được người dân kiểm tra giám sát nên bà con rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia bất kỳ việc gì của làng, của xóm. Điều đó được thể hiện qua tiêu chí làm đường giao thông nông thôn. Cả dân riêng tôi là rất phấn khởi, là có như được tỉnh quan tâm cho là xi măng về để mình đường nông thôn mới, thì tôi tự ủng hộ 100%, nhất trí 100% kể toàn dân cùng với các cháu. Là mình nhất, như thấy thì là mình nhất đó. Có như là khí hợp chính thì có như thấy được cái giá trị là lâu dài cho con em để làm đường cho mình đi ra rồi, chứ mà cũng tốt nhất là con em sau này là cái đường nông thôn mới và cùng như mình cùng đời mới trong nông thôn mới. Gia đình chị Nguyễn Thị Hoài ở xóm Hồng Thái là một trong những điển hình về làm đường giao thông nông thôn. Mặc dù gia đình chưa thuộc diện khá giả, nhưng khi có chủ trương mở đường, gia đình chị đã tự ý phá bỏ bờ rào mới xây chưa lâu để hiến thêm 160 mét đất vườn và một số cây cối có giá trị. Gia đình chị đã không trông chờ ỷ lại nhà nước mà sẵn sàng góp công, góp sức, chung tay xây dựng nông thôn mới. Không phải chỉ gia đình chúng tôi mà cũng là dân làng xung quanh, ai cũng đều đồng tình ủng hộ. Hiến đất thì hiến bờ rào, bờ rào mới xây xong nhưng mà chúng tôi cũng phải đập thôi, đập để làm con đường để cho đẹp làng đẹp xóm, để người ta đi lại cho thuận tiện, cho giao thông nông thôn là sạch sạch đẹp. Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010. Cách đây 3 năm. Khi có chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy Nghĩa Hồng đã xây dựng nghị quyết 02 về việc tập trung sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở xã Nghĩa Hồng. Sau khi Đảng ủy ra nghị quyết, Ủy ban Nhân dân xã đã ra quyết định thành lập Ban Quản lý về xây dựng nông thôn mới, cũng như thành lập các ban phát triển thôn. Toàn xã đã triển khai tổ chức hội nghị nhân dân để lấy ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới. Sau khi đề án đã được phê duyệt, thì Ban Quản lý tổ chức công bố quy hoạch về tận khu dân cư. Qua các cuộc họp, chúng tôi các đoàn thể, mặt trận rồi là hội chữ thập đỏ, toàn bộ đảng viên, các ủy chúng tôi là rất là mở ra một số cuộc họp, không ạ, là ghi nhận giải quyết. Là phương châm tức là dễ làm trước, khó làm sau. Còn những chỗ nào khó là chúng tôi là tập trung toàn bộ cán bộ chúng tôi lại để đồng tình vận động. Cho tới hiện nay là cái công tác giải tỏa là một trong những điểm thành công tốt đẹp của xã. Chính từ cách làm này mà người dân tham gia rất nhiệt tình,
bởi vì họ được bàn bạc đóng góp ý kiến và là đối tượng được hưởng thụ của chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tất nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, Nghĩa Hồng không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc vì một số ít bộ phận người dân ở các thôn chưa đồng tình nhất trí. Trước tình hình đó, xã đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân và từng bước tháo gỡ khó khăn để người dân hưởng ứng tích cực. Theo chúng tôi nghĩ thì ở đâu mà lòng dân có cái thực sự thấm nhuần và đặc biệt là người dân đã tham gia bàn bạc và thảo luận một cách đầy đủ, dân chủ, công khai thì chắc chắn là người dân sẽ tham gia rất nhiệt tình và hiệu quả của nó sẽ đem lại rất là cao. Thì thể hiện là qua cái đợt xây dựng phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nghĩa Hồng thì chúng tôi đã tập trung cái mục tiêu đầu tiên đó là ngoài các cái tiêu chí đã đạt được sẵn có thì chúng tôi tiếp tục là huy động sức dân để phát huy nội lực và tập trung cho cái xây dựng cái giao thông bằng nông thôn mới. Không chỉ làm đường giao thông nông thôn mà bài học về huy động sức dân còn thể hiện trong quá trình triển khai xây dựng cơ bản. Đây là trường mầm non xã Nghĩa Hồng đang được thi công các hạng mục cuối cùng. Với 4 phòng học và 3 phòng chức năng nằm trên khuôn viên 2.867 m², trường mầm non mới của xã có tổng mức đầu tư 2,6 tỷ đồng. Ngoài sự đầu tư của huyện, xã thì có sự đóng góp không nhỏ của phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn. Số tiền mà người dân đóng góp là 96 triệu 400 ngàn đồng đã góp phần xây dựng mới một ngôi trường rộng rãi, khang trang, sạch đẹp. Đây là niềm động viên khích lệ cho nhà trường, đội ngũ giáo viên và các cháu. Vì trường mầm non Nghĩa Hồng là thực tế mà nói là cơ sở vật chất đang còn thiếu thốn. Đấy, tức là các cháu là học trong một môi trường rất là chật chội, nhưng mà sau được cái sự đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện cũng như là cái sự đầu tư của Ủy ban nhân dân xã cùng với cái vụ nông thôn mới thì trong cái phiên họp mà phụ huynh đầu năm thì nói chung là nhà trường cũng có là thành lập một cái ban vận động để vận động công sức tiền của để mà đóng góp cùng với là cả cấp cả ngành để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường thì vì con em đang học trong cái môi trường rất là chật chội cho nên là khi đưa ra cái chủ trương như thế thì được là đại đa số phụ huynh và đồng tình ủng hộ và rất là phấn khởi hồ hởi. Trên mặt trận phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xã Nghĩa Hồng cũng đã khơi dậy được sức dân trong việc đầu tư khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị trên cùng một đơn vị diện tích. Trước đây, trang trại của ông Hồ Xuân Dục ở xóm Hồng Cường chủ yếu là trồng mía nên chỉ mới đủ ăn. Sau khi có chủ trương của xã về chuyển đổi cây trồng ngắn ngày sang cây trồng dài ngày, ông Dục đã cùng với ông Phan Đức Lợi mạnh dạn phá bỏ ruộng mía để trồng cam, quýt và cây cao su. Với 2,1 hectare chuyển đổi, ông đã trồng được 100 gốc quýt và 900 gốc cam. Hiện trong vườn ông vẫn còn 4 tấn quýt để sẵn sàng cung cấp cho bà con trong dịp Tết đến xuân về. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng và sự hỗ trợ của chính quyền xã, mà chỉ tính riêng trong năm nay, ông đã xuất ra thị trường 25 tấn cam, mang lại thu nhập 230 triệu đồng. Trừ chi phí, ông còn lãi 130 triệu đồng. Cộng với tiền thu hoạch từ cây cao su đã mang lại thu nhập cho gia đình ông hơn 600 triệu đồng. Trong thời gian làm thì gia đình đã mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật và vay thêm vốn liếng để đầu tư và mang lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình cũng như là trên là địa bàn của xóm và của xã. Thì cho đến thời điểm bây giờ thì là có hiệu quả thực sự. Là cái công tác đầu tư của là gia đình và công tác chuyển dịch sang cây công nghiệp dài ngày của là nông trường địa phương. Nhờ đẩy mạnh chăn nuôi hàng hóa, nâng cao giá trị cây trồng mà người dân Nghĩa Hồng đã có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng một năm. Diện mạo của Nghĩa Hồng đang từng bước đổi thay, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Trong tấm áo mới được khoác vào từ xây dựng nông thôn mới, có sức mạnh của toàn dân trên mọi lĩnh vực. Đó là thành quả của một quá trình phát huy nội lực, khơi dậy sức dân để đóng góp cho cộng đồng vì một tương lai tươi sáng. Trong quá trình để đi đến hoàn thành những mục tiêu, những tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, Nghĩa Hồng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn như thiếu nguồn vốn trong giải phóng mặt bằng. Kinh tế hộ gia đình đang gặp khó khăn vì trên địa bàn vẫn còn tồn tại hai cơ chế quản lý. Một bên là nông trường Cờ Đỏ quản lý về đất đai, còn chính quyền địa phương quản lý về mặt con người, nên vẫn còn nhiều chồng chéo, bất cập. Tuy nhiên, với những thành quả đã đạt được thông qua việc huy động sức dân trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Nghĩa Hồng đã có những cách làm hay, chí công vô tư, nên chất lượng các công trình luôn được đảm bảo, rút ngắn được thời gian thi công. Nghĩa Hồng đã thực sự là điểm sáng về phát huy nội lực, khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới của huyện Nghĩa Đàn. Nghĩa Hồng thì một trong những cái điểm sáng về xây dựng nông thôn mới của huyện Nghĩa Đàn. Trước hết là sức dân. Cán bộ chính quyền các cấp của xã Nghĩa Hồng đã làm rất tốt công tác vận động, giải thích, tuyên truyền. Vì thế, người dân từ người dân ở các cái xóm bản đến cho cán bộ các cấp của xã thì nhận thức rất rõ chỗ này. Và cũng từ cho nhận thức rõ chỗ này thì bất cứ lúc nào tất cả các cuộc họp và các cuộc sinh hoạt thì người ta đều nói xây dựng nông thôn mới. Mà nói đến xây dựng nông thôn mới, người ta nói là trước hết là cái sự tự nguyện tham gia đóng góp của mỗi người dân trong xã. Một mùa xuân nữa đang về trên những thôn xóm và hứa hẹn Nghĩa Hồng sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới. Niềm tin ấy có được là một bài học từ lòng dân mà Nghĩa Hồng đã phát huy hiệu quả mà không phải nơi nào cũng làm được.